liên quan tới cuộc đình công của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh. Cảnh sát Hàn Quốc đã thẩm vấn một loạt lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Cuộc thẩm vấn ông Ju Soho, người phát ngôn chính của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA, diễn ra khi cuộc đình công của hàng nghìn bác sĩ nội trú và thực tập sinh bước sang ngày thứ 16. Chính phủ Hàn Quốc đã khiếu nại hình sự nằm lãnh đạo hiện tại và trước đây của KMA về việc xúi dục và thông đồng trong hành động tập thể của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh cả năm quan chức KMA trên đã bị cấm xuất cảnh. Ông dù là người đầu tiên phải tới gặp cảnh sát. Theo John Hap, những người trên bị cáo buộc vi phạm đạo luật dịch vụ y tế và cản trở hoạt động của các bệnh viện. Trước khi bước vào tòa nhà của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, ông Du đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc, tôi không có gì để che giấu, cũng không có lý do gì để che giấu. Ông Du cho rằng, hành động tập thể của các bác sĩ là tự nguyện và kêu gọi chính phủ tham gia đối thoại để thỏa hiệp. Trong tuần tới, cảnh sát có kế hoạch thẩm vấn những quan chức KMA bị buộc tội còn lại, bao gồm chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp Kim tae gu và cựu chủ tịch Roh won kyu Trong khi đó, để hỗ trợ giải quyết tình trạng khó khăn ở các bệnh viện thông thường, các đơn vị quân y Hàn Quốc đã tiếp nhận điều trị các bệnh nhân dân sự. Khi tới thăm bệnh viện quân đội ở Dazion, Bộ trưởng Quốc phòng Shin won sik cho biết, trong tương lai, hệ thống y tế của quân đội cần có đủ năng lực để bảo vệ sức khỏe và tính mạng không chỉ của quân nhân mà còn của người dân. Ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng cho biết hơn 100 người dân được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện quân đội kể từ khi cuộc đình công của các bác sĩ nội trú thực tập sinh xảy ra. Một số bệnh nhân đã được phẫu thuật, trong đó có một người đàn ông ở độ tuổi 50 suýt bị mất cả hai chân sau khi ngã. Bệnh nhân đến bệnh viện Lực lượng Vũ trang Thủ đô sau khi hai bệnh viện đa khoa từ chối phẫu thuật do thiếu nhân viên y tế.